Hi, xin chào các bạn nha. Thì bây giờ các bạn biết mình đang đứng ở đâu đây? Chắc là ở Đức Phú 1 thì chắc ai cũng biết cái sân bóng này nha. Cái sân bóng này là sân bóng của đường Phú Ninh á. Hồi xưa mình cũng làm thể dục ở đây thì đi ngang qua thì tình cờ và cũng quay lại cho bạn xem luôn. Bây giờ nó ra sao nha. Bây giờ là năm 2020 và là mùng 7 Tết âm lịch. Các bạn này, cái đường này các bạn có thể chạy thẳng và rẽ trái nó cũng ra được đường cái, và đường ngược lại các bạn đi ngược lại và rẽ phải nó cũng ra đường cái luôn. Nó có hai con đường ra, trước là trường Phú Ninh, mình quay mắt là trường trung học tiểu học đi Phú Ninh hay đường gì thì lát nữa mình chạy qua đó mình coi cho bạn xem nha. Còn cái bên cạnh đây là có những cái góc chợ người ta bán đồ đó, cái này là đường ra nha các bạn. Hồi xưa là tụi mình hay tới đây đó đá bóng lắm. Một á là cái bữa học thể dục á ra đó học xong rồi cái bữa thứ năm á học hay tiết á cũng ra đó đá. Nói chung là bây giờ quay lại thấy nhớ lắm. Đó, mình qua lại cảnh cho các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ tìm cái đường ra, đi cái đường ra cho bạn thấy luôn. Rồi sẵn tiện qua thử cái trường đó là trường gì nha. Giống như trường cấp 1 đó. Nè các bạn đã tái thì cũng ra nè. Đó là trường trung học cơ sở Phú Ninh nha các bạn. Giang Phú Ninh đó anh cũng ghê lắm. Đó, bây giờ mình rẽ trái nè, nó sẽ ra đường quốc lộ. Đó, như vậy các bạn thì video này mình quay lại chia sẻ lại các bạn những kỷ niệm lúc xưa. Mình xin kết thúc video này nha. Thì hẹn các bạn ở video tiếp theo.